Dưới đây con trâu mập không nhỉ? Đây là cô trâu số 14, là đạt giải nhì. Đây này. Trong hội thi vẽ trâu đúng không? Người rất đẹp. Đây là cô trâu số 18 à? Đạt giải nhất đấy ạ. Rồi, cái con trâu nó phải quay ra thì mới được. Cái mặt con trâu ra đây rất đẹp. Đấy, quay cái mặt con trâu đây để mình đứng vào luôn. Chị bỏ cái lón ra để lên hình luôn. Đây là cô trâu số 18 đã đạt giải nhất trong cô. Rồi, nhìn thấy thôi, được rồi, đẹp thôi. Chưa được, cũng phải lên báo nó phải. Mình bóng một, ok. Rồi, hai người chơi nào. Mình lấy máy của mình có quay đất không? Chị bấm chưa? Máy đỏ đây chắc. Đang xét. Ok. Cho thằng bé con em ơi. Em cho thằng bé con dùng tắc trâu thôi. Cho bé con cưới lên, cho bé con cưới lên. Trâu nhà mà trâu gì? Cho lùi thế nó vướng ra vướng cái cỏ này. Không, mày đeo cái số ấy vào cỏ luôn. Lấy được hình ảnh cao lên không? Em có đấy. Đang bảo là cho em ngồi giữa trâu kìa.